Clip này em Tuấn giới thiệu đến các bác cái hộp để đấy nhé. Giới thiệu đi đến các bác con DG này. Cái thương hiệu này thì ở nước ngoài thì rất là nổi tiếng rồi. Giá của em nó là 1.680.000 cho phong cách nữ, thích phong cách nữ nào gọi là độc đáo. Độc đáo bác nhé. Phá cách. Phá cách đấy. Tất cả các điểm bác nhìn cái điểm trên này. Điểm mặt nó này đều được đính đá hết, đính đá nhé. Đính đá gần kín mặt luôn, nhìn chưa, đính đá kín. Size tay báo cáo bác đây, size tay nữ nam, size tay này là nữ 18 bác nhé, tay của em là 18 mà vừa zin 18, 18 17 16 có thể đeo được, ok chưa, đấy vừa là đồng hồ vừa làm lắc luôn đây. Dập khóa luôn ạ. Dòng này thì báo cáo bác là quá nổi tiếng rồi. Về phía sau đây bác nhìn luôn hộ em đi. Em Tuấn đây, em dùng khăn em lau qua cho bác nhìn. Bởi vì là khi nó bóng quá thì nó có vết tay đấy. Nhìn chưa? Đẹp chấm hết luôn. Tất cả đây, đây có logo này nữa đấy. Bác nào đang có bộ sưu tập ví dụ như quần áo, cặp sách, túi sách rồi là toàn hàng hiệu này thì về rước nốt em này về hàng hiệu đó. Đây toàn hàng hiệu thôi bác, dòng này là dòng hàng hiệu rồi đấy. Hàng hiệu ok chưa. Bây giờ là 8 giờ kém 10 buổi tối, 8 giờ kém 10 buổi tối ạ. 8 giờ kém 10 cộng kém 7 thôi. Này, để mở điện thoại cho bác đây. Rồi. Hát xì hơi mà Covid nữa bác nhìn nhá. Giờ ok nhá, chạy đúng. Rồi, bác nào nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Giá đây, 1.680. 1.680, ok chưa ạ? Đấy, để mở cho bác. Bác nào mà đang có cả cặp bộ rồi cặp sách rồi là quần áo rồi giày của thương hiệu này thì đấy tiện em nó về, nó này nó về cho cả bộ đủ bộ luôn rồi, chào bác.